mình sẽ điểm tin nhanh về cái video này. Thì hôm nay chúng ta sẽ có hai cái item khá là đắt giá, đó chính là cái trước tiên là cái mắt kính này trị giá 10.000 rupee. Thì đối với bạn nào mà có điều kiện kinh tế và những người nào gọi là dạng sành mua đồ á, sưu tầm, thích sưu tầm những cái món lạ lạ có giá trị á, thì đây có thể là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Với một số tình hình hiện giờ là robot rất là khan hiếm, cho nên là đối với bạn nào mà họ có tiền nhưng mà họ không có thể mua được robot đó, thì cái này thì nó giảm giá trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Tuy là nó ghi là mở sale trong vòng 3 tiếng thì nhưng hiện tại cái thời điểm mình quay á là nó up sale còn khoảng 3 giờ 45 phút, và mình cũng rất là gấp rút để mà mình có thể quay video này và up sớm nhất thông báo đến mọi người. Và video này mình khuyến cáo là chỉ có thể một số bạn không có robot thì chỉ xem giải trí thôi, chứ tình trạng bây giờ là việc mà có robot rất là hiếm hoi luôn, cho nên là có những thứ là chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn và chúng ta không thể mua được bởi vì chúng ta không có robot. Thì trước mắt là cái này, là cái mắt kính này là 10.000, cái mắt kính này là 10.000 robot phải không? Bây giờ chúng ta sẽ qua cái tai nghe. Đây chính là cái tai nghe chung với gọi dạng như là một chung một bộ với lại cái mắt kính lúc nãy, thì cái này là trị giá 3.000 robot và nó cũng đồng thời mở cùng một lúc chung với cái mắt kính lúc nãy luôn đó. Thì cái này chúng ta cũng còn 3 giờ 45 phút, và đến khi mà mình úp video này chắc mình nghĩ là còn khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa. Với tình trạng bây giờ thì với bạn nào mà có đủ điều kiện và muốn ấy thì nhanh chóng nạp cái phần mua, còn mà không có thì thôi, chứ sao giờ chúng ta đâu thể thay đổi được số phận đúng không? Đây, và mình nghĩ là cái điểm tin của mình đến đây là được rồi, và có những cập nhật item nào giảm giá nữa thì mình sẽ tranh thủ làm video thông báo đến mọi người. Và lưu ý một điều đó chính là cái này là mình dạy cho mình thông báo thôi nha, còn việc mà không có robot hay là cái gì đó thì chúng ta chịu thôi, chứ mình cũng không có thể giúp được ai, mình cũng không có thay đổi được điều gì cả. Nói chung là có những món mà nhìn thì mình rất là muốn sở hữu, nhưng mà nếu mà không được thì thôi, chúng ta sẽ cố gắng làm sao. Ok, và cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này, và chúc mọi người một ngày tốt lành. See you next time.